Chào quý vị các bạn, trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Bây giờ Vũ đang đứng ở ngay chỗ nhà thờ giáo xứ Bắc Hải thuộc phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa hôm nay. Thì nhà thờ giáo xứ Bắc Hải là giáp với lại đường Nguyễn Ái Quốc ha. Đây là bên ngoài khuôn viên nhà thờ giáo xứ Bắc Hải này. Đó. Thì nhà thờ giáo xứ Bắc Hải đã làm để trang trí chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh rất là đẹp. À, đây là ngoài đường Nguyễn Ái Quốc nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy vào bên trong nhà thờ để mình quay cho quý bạn xem nha. Đây. Rồi, từ ở ngoài đi vô chúng ta sẽ thấy một cây thông rất là cao bên phía bên tay trái nè. Đó. Thông rất là cao ha. Rồi, đây là chính diện nhà thờ nè quý vị. Ở trên tháp chuông thì có gắn một cái ngôi sao. Thì ngôi sao là biểu tượng của các nhà thờ. Nhà thờ nào cũng có ngôi sao hết. Mỗi nhà thờ ngôi sao nó chạy một kiểu đèn khác nhau rất là đẹp. Đó. Đó, người ta làm rất là hay ha. Rồi, đây là cây thông nè. Mình sẽ tiến lại gần cây thông, quay cho quý vị các bạn xem nha. Người ta đang đi xem đèn rất là đông. Đấy. Xem đèn rất là đông. Quay phim chụp hình lưu niệm nè. Đó. Đây là cái thông nè quý vị. Thông khá là cao ha. Đấy. Đèo khá là nhiều đèn led luôn, rất là đẹp. Rồi các bạn trẻ đang chụp hình quá trời luôn nè. Rất là đẹp luôn. Rồi bên phía tay phải này thì nhà thờ giáo xứ Bắc Hải người ta làm rất là nhiều cái hang đá theo câu chuyện từ thời nguyên thủy, thời hoang sơ, Thiên Chúa dựng nên trời đất cho đến khi mà Chúa Giêsu sinh ra đời ha. Thì đây là cái hang đá đầu tiên này. Đấy. Thời mà Chúa Giêsu mới Thiên Chúa mới dựng nên trời và đất này. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Đây. Đây là vườn địa đàng ha. Đấy. Đó. Người ta làm theo cái câu chuyện rất là hay. Đây là vườn địa đàng nè. Đã làm cái con vật này rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì mình đi lên cái chặng thứ hai này. Đó. Ta làm theo cốt truyện luôn. Đấy. Ở đây là tiệc cưới Cana. Đây. Trong này người ta làm. Đây là tiệc cưới Cana này. Đó. Nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên ha.
Đấy. Nhìn ra trên đây mà đưa mấy này. Rất là đẹp. Rồi, ở bên này thì ở bên chỗ này là Chúa Giêsu đang làm phép lạ nè, hóa nước thành rượu nè. Đó, Đức Mẹ đang nói Chúa Giêsu á. Mẹ đang nói Chúa Giêsu là hết rượu rồi. Chúa Giêsu đang làm phép lạ. Hóa nước thành rượu. Đây. Các gia nhân người ta đang đổ nước vào chung nè. Các gia nhân người ta đang đổ nước vào chung nè để Chúa Giêsu làm phép lạ. Rất là hay. Đây là người ta đang ăn tiệc ha, tiệc cưới nè. Đấy. Đã làm theo cái cốt truyện đó, rất là đẹp và hay. Đấy. Rồi mình sẽ đi qua cái chặng tiếp theo nha. Đây mình sẽ qua cái chặng tiếp theo ở bên này. Đây. Chúa Giêsu đến thăm chị em Martha và Maria ha. Đấy. Đây, ở đây này. Martha đang bận rộn với công việc. Maria thì ngồi lắng nghe lời Chúa. À. Đây Chúa Giêsu và Maria. À, Martha thì đang bận rộn công việc ha. À, Maria thì đang ngồi lắng nghe lời Chúa. À, ta làm rất là đẹp. Rồi, mình sẽ đi ra và đi qua một cái chặng khác nha. Đây và cuối cùng ở đây là hang đá Chúa Giêsu sinh ra đời. Đó, rất là đẹp luôn. Hang đá rất là lộng lẫy. Đó, người ta treo đèn ở trên cây nè, rất rớt xuống rất là đẹp. Đó. Hang đá rất là đẹp ha. Tới đây là
hết tất cả các cái chặng mà nhà thờ người ta đã làm từ lúc mà Chúa Giêsu dựng nên trời và đất, và Thiên Chúa dựng nên trời và đất, và tới đây là cái chặng cuối là Chúa Giêsu sinh ra đời nè ha. Rất là đẹp. Trên cây người ta treo những cái điện rất rớt mà rất là đẹp. Nhà thờ Giáo xứ Bắc Hải thì năm nào người ta cũng làm cái kiểu này hết á, rất là đẹp và hoành tráng à, cho nên là Giáo xứ Bắc Hải lúc nào cũng có nhiều người đến tham quan à, rất là đẹp đó. À, thì mình đi từ xuống, từ trên xuống dưới lại cho quý vị các bạn xem à, có tất cả những cái chặng như vậy. Thì cái chặng đầu tiên này là cái chặng Thiên Chúa dựng nên vũ trụ nè, tạo dựng vũ trụ, dựng lên trời và đất. À, vườn địa đàng có ông Adam và bà Eva ở đây đó, rất là đẹp. À, quý vị thấy người ta đi xem đèn rất là nhiều ha, rất là đông.